Từ từ. Cái gì vậy ta? Từ từ. Từ từ má. Ôi từ từ. Trời ơi, có người. Tôi không thấy gì hết nha, tôi không thấy gì hết. Mẹ, cái thằng này làm mất hứng được chứ. Cái thằng chó này. Mẹ. Đừng mà. Để dí thằng đập chết mẹ đó. Nó hình mình chứ gì á. Ôi, bẻ mặt mình với bẻ mặt ai. Mày đừng để tao gặp lại mày nha mày. Mẹ, cái thằng chó. Thôi, mình vô nhà nghỉ cho thoải mái ha. Đang đau bụng mà gặp cái tụi này phát cơm chó thiếu ý thức. Con thấy mà ăn chung một đá của nó thì chụp CT luôn á. Mong là đừng gặp lại tụi nó. Đau bụng quá. Ôi, ghét ế dữ vậy. Ăn một miếng, em một miếng. Ok em. Từ từ. Anh làm gì người ta nhìn kìa. Gì? Ai dám nhìn? Hả? Ai dám nhìn? Ai nhìn? Hả? Ai dám nhìn? Ôi trời, ai quá trời cái giờ này. Làm gì có ai nhìn đâu em. Không miếng rồi. Bây giờ thấy không? Giới trẻ bây giờ cái tánh nết đổi thay hết trơn chứ đâu phải thời như tao mày. Tao nói mày nghe, bây giờ mà tụi nó không ngại á thì người xung quanh mình ngại thôi chứ. Thiệt, nói làm gì. Ê anh hỏi đi qua bà lợi gào hiếu sổ kẻ cho bà luôn bán hết luôn qua hốt hết rồi bi đó là đáo anh coi vô coi giùm mấy con người ngon lắm anh. Trời ơi quá trời dễ thương rồi. Hôm nay mặc cái váy đẹp quá rồi mà. Xinh không? Xinh. Ôi trời. Trời ơi cái gì trời ơi. Có mò đường nhiều đó luôn. Trời ơi cái gì trời. Tầm bắt biên vô dòng đời dòng biển. Tầm bắt biên vô dòng đời dòng biển. Bắt biển gì mày ơi. Bây giờ tao mà thấy là mày cũng phải thấy là ok. Mày nhìn đi. Đó mày nhìn đi. Mày muốn cái coi. Hai đứa này chắc. Bù gắt. Nè cái anh kia làm gì coi vậy? Ban ngày ban mặt tụi bay làm gì vậy? Hai thằng kia, giờ mày kiếm chết đúng không? À, ôi, anh mình dắt xe ra ngoài tiệm coi cái xe nó có bị gì không. Đi lẹ đi, đi lẹ đi. Ghê quá. Trời ơi trời, cái gì mà như phim hành động vậy trời. Ê, mà mày cũng tinh mắt dữ ha. Chứ sao, tao chứ đâu phải như thằng đó đâu mà cứ tay cứ lò mò xong rồi trộm nó thập thò nó lấy xe lúc nào không hay. Mà hai đứa này tao thấy cái kiểu là hả, tỏ vẻ yêu thương nhau thôi chứ không được bao lâu đâu. Mà nó trả tiền mày chưa? Bơi! Anh đi nè cục cưng. Nó dính nè. Đừng có để nó dính lên cái miệng xinh xinh lên cái miệng. Giao chị Chu ơi. Tiền nè. Sao con quen vậy ta? Ê! Dạ. Có gì nữa không? Dạ không chị. Anh với chị ăn ngon miệng nha. Tôi mốt nhớ ủng hộ ra em nhiều nha. Dạ cảm ơn. Đi rồi. Cái mặt quen rồi. Không nhớ đâu ta. Mày đâu rồi Kha? Hả? Bữa nay tao nhất định là tao phải bắt tại trận mày mới được nha. Ha, Kha ha. Mày đâu rồi Kha?
nó đâu rồi ta? Cái cặp phát cơm chó khắp nơi. Nó đâu rồi? Rốt cuộc nó ở đâu rồi? Nó ở đâu rồi? Kiếm người đúng không? Ừ. Không biết gì hết trơn nha. Mày tới công chuyện mày với tao rồi Kha ơi. Ồ quên hết. Lỡ đánh lộn rồi sao? Mày nghĩ mày dám chụp bồ tao hả? Mày dám chụp bồ tao hả? Đúng mày chụp bồ tao đúng không? Anh tự nguyện tới với tao giờ hồi nào? Cô hù á, ai biểu cô không dữ quá chi? Đừng em đừng làm vậy mà. Có gì từ từ nói với anh. Đúng cục cú này. Ngày nào anh em hả? Anh thương em nhất. Rồi bây giờ cô quỳ cá đó là con nào? Bình tĩnh nghe nói nè, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, em hiểu lầm rồi. Mày lo mày quản mồm mày đi, suốt ngày mày cứ đi chửi mắng người khác không à? Đẹp mặt chưa? Đi về. Tôi úp hết ba cái clip này lên hả? Cho mấy người biết nhục mặt với cả thiên hạ. Đi về. Đi. Đừng. Hỏi thế gian tình là gì? Sao con mình ta khổ quá vậy? Thương em nhất. Rồi bây giờ có quỳ cá đó là con nào? Trời. Xin lỗi. Mày hay cái vụ thằng Kha cấm sự cũng được chưa? Cái là quá trời luôn. Trời ơi, tao biết đầu tiên á. Mày biết đầu tiên mà mày giấu là sao mày? Không có. Biết là sao không? Là tao vô tình là nhân chứng lịch sử cái mối tình của tụi nó khép lại. Tao cho hả? Khỏi con nào thằng nào mà rớt tới mày được nữa hết á. Cái đồ sở khanh. Trời ơi cái gì vậy trời? Trời ơi. Con này. Điên rồi. Mày dán ba tới tao bậy bạ gì vậy hả? Ui. Mày đi ra đây. Buông ra cái đồ sở khanh. Buông ra. Thôi, bởi người ta nói thương nhau lắm, cắn nhau đau. Mà thương thì thương mà, cấm sừng vẫn cấm sừng bình thường. Ủa, là sao? Lạ, ở cái này rồi người ta kêu bằng là nghiệp quật. Bình thường á, đi phát cơm chó một cách vô tội vạ. Thì bây giờ bữa nay là bị chính cái tô cơm chó đó quật lại. Coi như là bài học đó. Đấy, cái này mà bỏ mày. Sao nãy quắt tay khỏi đi bên kia rồi. Lỡ rồi. Bây giờ cướp. Cái gì vậy?